Dịp ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 này, một số nhóm sinh viên tình nguyện trường Đại học Thương mại Hà Nội tổ chức bán hoa gây quỹ từ thiện vùng cao với mục đích gây quỹ để phục vụ các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Một số nhóm sinh viên tình nguyện trường Đại học Thương mại, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tổ chức bán hoa gây quỹ từ thiện ngay tại cổng trường dịp mùng 8 tháng 3 này. Đây cũng là hoạt động thường niên được các đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Thương mại tổ chức vào dịp quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 hàng năm, với thông điệp gửi trao yêu thương và lòng biết ơn tới những phụ nữ xung quanh chúng ta. Theo chia sẻ của đội tình nguyện, ngoài nhận được sự ủng hộ của đông đảo học sinh, sinh viên tại trường và các trường lân cận, nhiều bậc phụ huynh cũng tin tưởng đặt hàng giỏ hoa, bó hoa với số lượng lớn để làm quà tặng dịp 8 tháng 3, cũng như đóng góp gây quỹ từ thiện. Hơn 14 năm hoạt động với hơn 60 thành viên tham gia tại nhiều địa phương, trong đó nhóm đã hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh là những người nghèo, người già neo đơn, trẻ em tàn tật, mồ côi. Bên cạnh đó, nhóm sinh viên tình nguyện cũng chung tay tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như dọn dẹp sân kho xã, vẽ tranh tường trường mầm non, dọn dẹp trường tiểu học. Tại một số địa phương với nguồn kinh phí đều từ hoạt động bán hoa gây quỹ, những bó hoa lãng hoa được làm từ các tay thợ không chuyên, còn đơn giản về kiểu dáng. Những sạp hàng cũng không quá cầu kỳ, hoa mỹ, nhưng đó là tình cảm giữa người với người, nghĩa tình, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam. Vì vậy, nghĩa cử cao đẹp mang đậm tính nhân văn này được nhiều người khen ngợi và ủng hộ rất nhiệt tình.